Dạ vâng, Bảo Tín Audio xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Thì như chúng ta cũng đã biết rồi, với cái nhu cầu chơi đáp trong cái thời buổi công nghệ 4.0 ngày càng hiện đại như bây giờ, thì đáp giải mã chúng ta sẽ không còn ví như những chiếc đồ CD hay là những chiếc sản phẩm mà chúng ta chơi âm thanh nữa, mà nó có thể ví như những chiếc điện thoại di động, bởi vì nó chạy theo công nghệ đấy, với cái linh kiện là chất bán dẫn, các mạch Delta, hoặc là cao cấp hơn thì chúng ta có mạch R2R. Đấy, chính vì vậy là ở kênh của Bảo Tín Audio thì mọi người hay được thấy những cái sản phẩm em triển khai ở trên kênh YouTube này, với cái nội dung chủ yếu là phân khúc bình dân, giá từ 5 triệu trở xuống. Vậy thì hôm nay em cũng xin phép làm một cái video clip để giới thiệu đến mọi người những cái dòng sản phẩm nó ở phân khúc cao hơn một chút, cho chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cái nhu cầu chơi đáp giải mã này. Thì điện thoại thì chúng ta cũng có những chiếc điện thoại vừa tiền, những chiếc điện thoại phân khúc bình dân, rồi những chiếc điện thoại chạy theo công nghệ, những chiếc điện thoại rất là đắt đỏ. Đấy, thì đáp giải mã cũng thế. Ngoài cái phân khúc bình dân trong tầm giá với cái nhu cầu đơn giản 5 triệu ra thì chúng ta có rất là nhiều những phiên bản cao cấp hơn. Và trong cái video này thì đã bao gồm những sản phẩm em mới về theo cái nhu cầu của mọi người, như một số model của SMSL. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy như chiếc SMSL M200, rồi là chiếc SMSL SU9, chiếc SMSL M500. Đấy, và bên cạnh đó là những chiếc đầu giải mã cao cấp trong cái phân khúc mà em đã gửi đến mọi người rồi. Chúng ta có D90 MQA. Đấy, và mới hơn một chút là em mới về có D90 SE. Đấy, ngoài ra thì không thể thiếu được hai chiếc DAC Musician Pegasus của thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc là Musician. Đấy, ngoài ra thì là một phiên bản tạo nên tên tuổi của Bảo Tín, topping lên 50S. Đấy, thì là trong video này thì em cũng tranh thủ giới thiệu đến mọi người và báo giá luôn mọi người những cái sản phẩm cũng như là những cái tính năng cơ bản của những cái con DAC này, để cho mọi người có thể là cân nhắc kết hợp với cái bộ dàn nghe nhạc, bộ dàn karaoke của mình, để trải nghiệm cái chất âm nó chi tiết hơn, nó chân thật hơn. Đấy, và khai thác được cái sự tinh túy của những chiếc đầu giải mã này nhé mọi người. Thì như thường lệ thì em sẽ review qua lần lượt từng sản phẩm một và báo giá với mọi người trong cái khoảng giá nhất định, để chúng ta có thể cân đối những cái ưu nhược điểm sơ lược. Rồi là những cái video chi tiết thì em sẽ làm sau từng sản phẩm một chi tiết cặn kẽ, để cho mọi người có thể có tiếp nhận thêm thông tin mà mọi người cần, sau đó là quyết định là mình có cần thiết dùng những chiếc đầu giải mã này không nhé mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt với cái sản phẩm, đi theo mức giá nha mọi người, từ thấp đến cao, và một vài những cái điểm tiện lợi của từng dòng sản phẩm một nhé. Thì rất là quen thuộc rồi, chúng ta có topping D5S. Đấy, phiên bản này có thể nói là phiên bản tốt nhất trong cái phân khúc tầm trung 5 triệu trở về. Tuy nhiên là mọi người nhìn này, đặt nó vào trong cái những sản phẩm này thì cảm giác D5S rất là nhỏ bé. Đấy, rất là nhỏ bé và thiệt thòi. Thì D50S là một phiên bản giải mã 32 bit. Đấy, với nhiều tính năng, các cổng kết nối đa dạng như là optical, USB, Bluetooth, hỗ trợ LDAC. Đấy, và chơi được DSD 512 cùng với tần số lấy mẫu ở định dạng BCM tối đa lên đến là 768kHz. Và video test chất âm cũng như là review tháo miền mạch của D50S thì em làm rất nhiều rồi. Thì đây em cũng giới thiệu qua cho mọi người chưa biết thôi. Đấy, và mọi người có ai chưa xem các video trước của em thì em sẽ đặt cái link để cho mọi người cùng trải nghiệm nhé. Và bên cạnh phân khúc của D50S nhỉnh hơn một chút thì chúng ta sẽ có là phiên bản SMSL. Đấy, phiên bản SMSL M200 với cái thiết kế nó to hơn một chút và cắt vắt xéo này, hình bình hành này, trông rất là khác biệt mọi người ạ. Đấy, chúng ta có chứng chỉ Hi-Res Audio. Khác một chút so với D50S là D50S đạt cả chứng chỉ Hi-Res Audio Wireless. Đấy, và phiên bản này so với D50S thì khác một chút là nó dùng chip AKM. Con chip của nó là 4497EQ. Đấy, và có một cái cổng ba lăng ra. Đấy, thường thì những con DAC trong cái phân khúc cao thì họ mới tích hợp chúng ta cái cổng này, bởi vì cổng ba lăng thì nó sẽ truyền tín hiệu tốt hơn cổng RCA một chút. Thì nếu ai có thích kết hợp và thích cái tín hiệu nó tốt hơn thì chúng ta có thể là cân nhắc sử dụng SMSL M200. Đấy, với chức năng là Bluetooth này 5.0. Và chiếc SMSL M200 này có một cái ưu điểm ở Bluetooth, đó chính là
nó có thể là lấy được cái tần số lấy mẫu ở định dạng VCM lên đến là 192 kHz. Đấy, rất là hay. Cái này thì tại sao nó lấy được 192 thì trong cái video review cụ thể em sẽ hướng dẫn mọi người và sẽ kể cho mọi người chi tiết hơn. Đấy, và tương tự như là D5S thì nó cũng có cổng USB, cổng optical, cổng đồng trục coaxial. Đấy, và mặt trước là một nút volume cùng màn hình tráng gương rất là đẹp. Logo SMSL, tên phiên bản là M200 nhé. Đấy, mọi người cùng nhìn nhé. Sản phẩm này thì nếu mọi người quan tâm thì cứ lên truy cập vào website của em, hoặc là cứ liên hệ cho em sẽ tư vấn sâu hơn. Đấy, và nếu mọi người đang cân nhắc thì hãy đợi những cái video tiếp theo của em. Và trên cái phân khúc này một chút thì chúng ta có cái sản phẩm là SMSL M500. Đấy, với cái thiết kế khá là vuông vi. Những cái thiết kế này thì chúng ta hay thường nhìn thấy ở những chiếc lọc nguồn điện sạch. Đấy, hay là những cái chiếc biến áp. Nhưng mà chúng ta nhìn này, với một cái thiết kế khá là lạ mắt. Đấy, rất là gọn. Chúng ta cũng có màn hình tráng gương này. Cổng ra 6 ly này, volume này. Đấy, nó sẽ tham gia vào một cái volume này đa năng nhé. Chúng ta nó sẽ tham gia vào rất nhiều các tính năng của con đáp. Và phiên bản này thì không có Bluetooth nha mọi người. Đấy, vì nó không có Bluetooth nên là các cái sự tinh túy của nó thường nằm ở các cái đầu vào còn lại. Như là chức năng optical thì chúng ta có hai cổng vào. Vì vậy chúng ta có thể vừa kết hợp với một TV hoặc là các thiết bị có nguồn ra optical. Đấy, và một cái còn lại thì chúng ta có thể kết nối với các cái thiết bị khác như là đầu CD này. Đấy, chúng ta có hai nguồn vào, sẽ không cần phải tháo ra lắp vào, rất là bất tiện. Đấy, chúng ta có cổng đồng trục coaxial. Và em này có một cái hay là cổng đồng trục và cổng quang có thể chơi được cả DSD 512, à chơi được DSD 64. Đấy, em xin lỗi em nhầm một chút, chơi được DSD 64. Và đương nhiên rồi, USB cũng sẽ chơi được DSD 512. Đấy, hai cái này thì chúng ta có thể cân nhắc với cái nguồn vào tốt. TV thì chúng ta không thể lấy được nguồn nhạc DSD 64 rồi. Đấy, nên mọi người có thể cân nhắc những cái thiết bị lấy nguồn nhạc như là Music Server chẳng hạn. Thì chúng ta có thể cân nhắc nhé. Đấy, và chúng ta có cổng ba lăng ra và cổng AV left right, công tắc vượt nguồn. Đấy, với cái thiết kế có hai màu. Dòng này thì có nhiều màu nhé mọi người. Có cả màu đỏ nữa. Và đây là chiếc màu đen này. Đấy, đều đạt chứng chỉ Hi-Res Audio của Hiệp hội Nhật Bản. Hiệp hội chơi audio người Nhật này. Mỗi sản phẩm thì đều có một cái số series riêng nhé mọi người. Đây thì chúng ta phân biệt là sản phẩm đã qua sử dụng và có các cái mã QR ở hộp để chúng ta quét. Đấy, thì đấy là phân khúc cao hơn một chút so với SMSL. Và bên cạnh cái phân khúc trong tầm mức giá tầm 10 triệu trở xuống thì chúng ta có một cái con nữa. Đấy, đó chính là SMSL SU9. Phiên bản này thì em cũng mới nhập về theo cái nhu cầu của mọi người. Tại vì mọi người có vẻ quan tâm sản phẩm này nhiều quá mà rất muốn ủng hộ Bảo Tín Audio nên là cứ đợi em nhập cái này về để gửi đến mọi người đây. Đấy, đây là phiên bản khá là hay. Dòng này thì nó sử dụng con chip là SS9038 Pro, tương đương với con M500 này. Đấy, nhưng mà nó có một cái hay là nó có Bluetooth. Đấy, Bluetooth cũng hỗ trợ cái công nghệ là công nghệ UAT, tức là cái công nghệ truyền tín hiệu siêu thanh. Cái từ đấy thì là nó được viết tắt của từ UTA, Audio Transmission. Thì cái này nó chi tiết hơn thì hôm nay em sẽ quay video để giới thiệu và chia sẻ cho mọi người về cái công nghệ Bluetooth này. Và công nghệ này đương nhiên là nó sẽ cao hơn LDAC rồi. Thì trước đây mọi người hay biết là LDAC là công nghệ cao nhất của Sony cho cái tín hiệu không dây. Thì SMSL này được trang bị cái công nghệ là UAT. Thì công nghệ này nó chỉ nằm ở trong những cái điện thoại hệ điều hành Android mà mới ra mắt thị trường thôi. Thì mới có công nghệ này thôi. Còn đa phần chúng ta thì chỉ có LDAC thôi. Đấy, thì đấy là cái hay của con này. Và con này thì chơi được DSD 512 nhé mọi người. Đấy, cổng quang và cổng đồng trục cũng chơi được DSD 64. Đấy chính là với những cái hay của những cái cổng kết nối. Mà tương tự con này thì nó có một cổng quang, một cổng đồng trục coaxial, một cổng USB. Cho chúng ta các cổng ra thì SMSL thì thường hay có cổng ra là ba lăng và cổng RCA này, một cổng nguồn khá là to. Đấy, dòng này thì cho chúng ta dùng điện từ 100 đến 240. Đấy, hầu như các dòng nào dòng nội địa chung thì đều cho chúng ta cái sự đa dạng về cái chọn hiệu điện thế đầu vào. Vì vậy chúng ta có thể là dễ dàng kết hợp với bộ dàn nội địa mà mọi người đang sử dụng ở nhà để trải nghiệm chất âm nhé. Đấy là sơ lược về một chút về những cái dòng của SMSL. Thì quay trở lại với Topping thì chúng ta có một cái model cao cấp nhất, có thể nói là cao cấp nhất của hãng Topping Audio.
Thì đây là phiên bản Topping D90MQA nhé mọi người. Đây là một số những cái phiên số ít những cái phiên bản D90MQA mới mà còn sót lại tại thị trường Việt Nam thôi nha mọi người nhé. Bởi vì là sau cái sự cố mà cháy nhà máy sản xuất chip AKM thì chúng ta đã không còn nhìn thấy cái bản D90MQA nữa, mà thay vào đó là D90SE. Đấy, với con chip từ AKM sẽ đổi thành là ES9038 Pro, hai con nhé. Đấy thì là sẽ có những cái sự thay đổi như thế. Thì đây là một số những phiên bản D90MQA mới còn lại, một trong số đó được đặt tại Bảo Tín Audio. Thì chúng ta có thể là video về sản phẩm này thì em có review rất là nhiều rồi. Đấy, rất là nhiều tính năng. Rồi giải mã 32 bit. Đấy, tần số lấy mẫu tối đa là 768. Chơi đĩa D512, chạy 2 chip cao cấp nhất của AKM. Còn dòng này thì sẽ là chạy 2 chip cao cấp nhất của ESS. Và D90SE này thì có một cái gọi là nâng cấp hơn so với MQA là nó chơi được cả đĩa D1024. Tuy nhiên là em thấy cái này nó không quá là quan trọng, bởi vì là nhà Việt Nam mình thì đến bao giờ mới có được đĩa D1024. Nên là những cái dòng chạy theo công nghệ như này thì chúng ta có thể nói là dùng khoảng độ là dưới 10 năm là chúng ta đã chán lắm rồi. Nên là việc mà có DSD1024 hay là DSD512 thì nó cũng không quá là quan trọng. Đấy, thì là bên cạnh thì chúng ta có hai sản phẩm của Topping đấy. Vậy thì kết thúc cái dòng đáp có mạch Delta Sigma, tức là mạch gồm một cái mạch và tích hợp với các ô bang, thì chúng ta có một phiên bản dùng mạch R2R. Đấy là mạch gồm những cái thang điện trở. Và mỗi cái con điện trở thì nó sẽ mỗi cái điện trở thì nó sẽ xử lý cho chúng ta một cái bit khi mà chúng ta đưa cái tín hiệu kỹ thuật số vào. Chính vì vậy đây là một cái phiên bản có thể nói là vượt trội hoàn toàn so với các dòng DAC cùng phân khúc chạy mạch Delta Sigma, bởi vì nó dùng mạch R2R. Bởi vì cái sự chi tiết đòi hỏi và cái sự kỹ thuật nó phải cực kỳ cao thì chúng ta mới có thể là sử dụng và sản xuất được những chiếc DAC mạch R2R như thế này nhé. Thì chúng ta có chiếc Musician Pegasus, một phiên bản có thể nói là DAC giải mã R2R phân khúc ở giữa của hãng Musician. Thì ngoài nó ra thì có những phiên bản thấp hơn như là Draco. Cao hơn nữa thì chúng ta có là Aquarius. Thì toàn là những cái tên tuổi có thể là nói là ở Việt Nam mình thì ít người chơi những cái dòng này. Tuy nhiên là dạo gần đây thì đã có rất là nhiều người hỏi em về những cái dòng này rồi. Chúng ta thấy là cái thời buổi bây giờ thì mọi người đã bắt đầu là săn lùng những cái sản phẩm mà có tiếng nói trên thị trường. Đối với dòng Musician Pegasus này thì ở các cái thị trường quốc tế hay là châu Âu, Mỹ thì được đánh giá rất là cao. Đấy, thì mọi người có thể là tham khảo qua những cái model này. Và chi tiết hơn thì mọi người cứ liên hệ qua cho em, thì em sẽ hỗ trợ giải đáp, hoặc là mọi người truy cập vào website thì em có diễn tả một cách chi tiết nhất ở trên website rồi. Đấy, còn những cái thắc mắc gì băn khoăn thì cứ kết bạn Zalo và liên hệ cho em nhé. Và những cái sản phẩm này thì trong cái mùa dịch Covid này, khi mà mọi người có nhu cầu tham khảo giá thì em đều công khai nhé. Em đều công khai, chẳng hạn như là Topping D50S này thì ở tại Bảo Tín Audio đang có giá là 4.990.000. Đấy, SMSL M200 thì có giá là 6.200.000 đồng. Đấy, trong dịp Covid này. Còn chiếc SMSL M500 này nhé mọi người. Đối với chiếc SMSL M500 này thì tại Bảo Tín Audio đang có giá là 7.850.000 đồng. Đấy, 7.850.000 đồng. Và trên một chút nữa, trong cái phân khúc giá 10 triệu thì chúng ta có chiếc SMSL SU9 đang có giá là 10.050.000 đồng nhá mọi người. Đấy, thì là SMSL SU9 có giá là 10.050.000 đồng. Và phiên bản cao nhất nhất của Topping D90MQA có giá là 18.500. Còn chiếc Topping D90SE, dù nó là phiên bản mới hơn một chút, tuy nhiên thì theo như đánh giá của em thì với cả cái giá nhập của em, thật ra thì D90SE cũng thấp hơn. Chính vậy nên là giá của D90SE là 18 triệu nhé mọi người. Đấy, rẻ hơn 500.000. Mới hơn chưa chắc thì đã là tốt nhất nhé mọi người. Thì bên cạnh đó là phiên bản cao cấp nhất Musician Pegasus có giá là 25 triệu. Toàn bộ sản phẩm đều được miễn phí vận chuyển nhé mọi người. Và đối với những sản phẩm này thì khi mọi người mua kèm thì em sẽ tặng cho mọi người một dây quang Audio Quiz của Mỹ, đầu rắc kim loại rất là chắc chắn nhé mọi người. Đấy, và nếu mọi người có dây quang rồi thì có thể là em sẽ tặng cho mọi người một cặp dây AV này, một cặp dây AV đầu rắc Monster. Đấy, thì để mà đạt được hoặc để mà sở hữu những cái dòng dây AV mà nó tương xứng với bộ dàn của mọi người thì mọi người có thể là đổi lại
với những cái dây này. Nếu mọi người cảm thấy những cái dây em tặng nó chưa thật sự tốt thì mọi người có thể là đổi lại và nâng cấp lên những cái dây AV nó tốt hơn nữa, thì em sẽ hỗ trợ mọi người nhé. Còn phần quà thì đương nhiên là chúng ta chỉ được tặng những cái phần quà nó giá trị khoảng độ từ 300.000 trở xuống thôi, tại Bảo Tín Audio thôi nhé mọi người. Đấy, thì đấy là những cái ưu đãi. Mà nếu mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0826 110011, em có để ở trên góc màn hình đấy. Và chi tiết hơn thì truy cập vào website bảotinaudio.vn hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái thắc mắc của mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Nếu mọi người thấy video của em hay, bổ ích, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những cái video, những cái màn review tiếp theo của Tín Audio đối với những sản phẩm này nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip lần sau. Xin cảm ơn.